Giải đấu năm nay quy tụ 168 vận động viên đến từ 12 đoàn, bao gồm Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Công an Nhân dân và Câu lạc bộ Quang Phước của thành phố Cần Thơ. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung: đơn nam U12, đơn nam U14, đơn nam U16, đơn nam U18, đơn nam trên 18 tuổi, đôi nam U18 và đôi nam trên 18 tuổi. Điều đáng tiếc ở giải đấu năm nay không có sự tham gia của các tay vợt nam hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên. Giải sẽ bế mạc vào ngày 23 tháng 4.